Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Đủ những cái mặt hàng kg, rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp, những cái tác phẩm tuyệt vời để cô chú anh chị có thể thưởng thức chơi hoa xuân hoa Tết ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Ra em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng lan hỏa hoàng cam ạ. Dòng hỏa hoàng cam cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Cái dòng hỏa hoàng cam với sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ luôn. Đây ạ, đây là mặt bông của giả cam, giả hỏa hoàng cam cô chú anh chị nhé. Đây là những cái bông hoa nở trái mùa, nhưng cô chú anh chị có thể thấy là mặc dù là trái mùa, những cái chậu này thì em vừa ghép cô chú anh chị này, nó vừa mới ra rễ thôi. Đấy, mặc dù là trái mùa nhưng mà hoa vẫn nở căng và rất là rực rỡ xinh đẹp như thế này ạ. Và 1 kg hỏa hoàng cam như thế này đó, cô chú anh chị nếu như mà có thể lấy 1 kg có thể ghép lên cây xung quanh vườn nhà mình, khi mà sổ hoa thì cực, rất là rực rỡ luôn này. Giá có 250.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 50.000. 50.000 thì cô chú anh chị có thể làm được khoảng tầm 2-3 giò hỏa hoàng cam rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Nếu như nở đúng mùa thì cái cây này nó sẽ rất là sai bông. Một cây nó có thể cho 2-3 cái chùm hoa, còn đây là những bông hoa nở lạc mùa với cái hoa thơm dịu rất là thích luôn ạ. Đó, cái dòng lan em nghĩ rằng là quá là rẻ với sắc đẹp mà rất là xinh đẹp của nó ạ. Có 250.000 cô chú, 250.000 trong 1 kg và bán từ 0,2 kg rồi. Sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng nhá cô chú anh chị nhá. Với bông hoa cánh hơi vàng cam và cái họng đỏ điểm cái màu sắc cam lửa rất là rực rỡ. Em bán với giá là 80.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,5 kg, tức là 40.000 cô chú anh chị được một giò to bự luôn. Sang bên này đây sẽ là dáng hương đuôi sắc ạ, những cây đuôi sắc lá xếp rất là xinh. Bây giờ cô chú anh chị về ghép là sang xuân mình có những cái giò lan thuần đuôi sắc hoa tím để mà thưởng thức rồi. Em bán có 120.000 cho 1 kg thôi, nửa kg cũng có được cái giò lan rất là đẹp. Và sang bên này đây là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy cô chú anh chị nhé. Cái dòng kim điệp xuân hay kim điệp giấy này thì ở những nơi ấm áp là nó sẽ nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết cô chú anh chị ạ. Thời điểm bây giờ thì cây đã thắt ngọn hoàn toàn và đã có những cái mắt nụ như thế này rồi cô chú anh chị này. Một cây như thế này có thể cho 2-3 cái chùm hoa luôn. Nên là khi mà cô chú anh chị sở hữu khoảng tầm 0,5 kg cũng có cái giò lan rất là đẹp để mà thưởng thức rồi cô chú anh chị nhé. Và cái dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy này, với giá em bán là 140.000 cho 1 kg thôi ạ. 140 cho 1 kg. Còn sang bên này đây sẽ là cái dòng đùi gà. Với thân dài căng và mập ú ụ luôn, thời điểm bây giờ cây đã thắt hết ngọn và tích dưỡng chất để chuẩn bị cho một cái mùa hoa xuân rực rỡ. Cái dòng gà tròn thì móc nhung đen rất là đẹp. Em bán là 180.000 cho 1 kg. Cái lô gà này thì thân khá là dài nên là khi mà sổ hoa chắc chắn là những cái cần hoa của nó sẽ rất là dài và rất là đẹp luôn. Còn sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Với dòng lan mà có môi tua hoa vàng sáp bóng môi tua rất là độc đáo luôn. Môi tua em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Và bên này đây sẽ là dáng hương hải âu này cô chú anh chị này, những bộ cây hải âu ngay từ cái thân lá xếp rất là xinh đẹp rồi ạ. Giá có 120.000 trong 1 kg để cô chú anh chị có thể sưu tầm nhá, những cái cây lan rừng sưu tầm cho sân vườn với những cái cây giá rất là rẻ này. Sau bên này là sẽ là dòng sơn thủy tiên ạ. Dòng sơn thủy tiên, cái dòng hàng mà sức sống rất là mãnh liệt với những chùm hoa sai bông và có mùi hương thơm nhá. Hương thơm em bán với giá là 170 cho 1 kg thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hoàng lạp này, hàng dề vừa tầm ghép và riêng dòng hoàng thảo hoàng lạp, cô chú anh chị có thể thấy là nó rất là giống với sơn thủy tiên đúng không ạ? Đấy, cái lô này về thì thân căng rất là đẹp luôn. Mấy dòng hoàng thảo hoàng lạp này thì em bán với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài. Đây là những cái cây hài hài coxy của chú anh chị nhá, hài coxy ạ. Cái dòng hài coxy này thì trên một cái bông hoa to và trên mỗi một cái bông hoa thì có 3 cái màu sắc.
mang hình dáng chiếc hài với ba hoa có ba cái màu sắc rất là xinh đẹp. Và em bán với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg cái dòng lan hài Coxy này thôi. Đó. Và với 0,3 cô chú anh chị có thể làm được chưa đến 40.000 đúng không ạ? Có thể làm được khoảng tầm 3 giò lan rất là đẹp luôn. Còn bên này sẽ là cái dòng lan hài mà rất là xinh đẹp mà ai là những người chơi lan chắc chắn là đều rất là yêu mến, với cái hoa vàng rộm rực rỡ mà dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn, đặc lan đặc hữu của vùng Cao Bằng. Em bán cả 1 kg hài Helen như thế này để cô chú anh chị sưu tầm có 80.000 thôi, về cô chú anh chị cũng sẽ làm được ít nhất là 2 giò nhé. Dạ, sang bên này đây sẽ là dòng lan kiều vuông cánh trắng, thân mập nú luôn, bản lá tròn vo rất là đẹp này. Cái dòng này thì cô chú anh chị về có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn ạ. Giá chỉ có 210.000 cho 1 kg thôi. Em cũng sẽ bán từ 0,3 kg. Thân căng, thân ngắn nhưng mà căng và rất là mập luôn. Cô chú anh chị nhìn lô hàng rất là đẹp ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng nhá. Nhất điểm hồng và nhất điểm hoàng có khuôn hoa gần như gần giống nhau, nhưng mà cái dòng nhất điểm hồng này hoa sẽ to hơn và cánh thì trắng, trắng không tì vết nhá. Cái họng điểm một chút đỏ rất là đẹp. Đấy, dòng nhất điểm hồng 120.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo bảy rồng, mấy dòng hàng mà có sức sống rất là mãnh liệt, chịu khô rất là tốt này cô chú anh chị này. Nó bám vào trên những cái thân cây, chịu khô tốt. Với những cái giả hành như thế này có thể cho những cái chùm hoa vàng rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Và hoàng thảo bảy rồng bây giờ cô chú anh chị ghép là một dạo nữa là bắt đầu là nó sẽ bắt đầu chuẩn bị cho nụ rồi nhá. Vẩy rồng thì giá em bán chỉ có 110 cho 1 kg. Nói chung là cái lô hàng này ấy, thì cái dề nó không có được lớn lắm đâu ạ. Dề không lớn lắm đâu cô chú anh chị nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là vừa tầm ghép luôn ạ. Và bên này thì em có cái lô tiểu hồ điệp rừng này. Nói là tiểu hồ điệp thôi chứ còn thực ra thì khi mà nó sổ hoa thì bông hoa của nó rất là dài nhá. Cái cần hoa của nó dài có thể đến 40 cm. Và một cây như thế này có thể cho hai cái chùm hoa, hai cái cần hoa rất là dài cô chú anh chị ạ. Trên mỗi cần hoa thì rất là nhiều những cái bông hoa rực rỡ. Và cái dòng này thì hoa nó sẽ đủ màu sắc luôn, rất là dễ thuần dễ chăm. Hoa nhiều màu sắc ngay từ cái thân lá, cô chú anh chị cũng có thể thấy là ngay từ thân lá cũng đã rất là nhiều màu rồi đúng không ạ. Và một cái 1 kg cái dòng lan này này, 1 kg em bán có 150.000 thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg cái dòng lan tiểu hồ điệp nhé. Sang bên này đây sẽ là những cây quế tím ạ. Cái dòng hàng mà hoa như thơm như cái mùi muộn hoa, cái hương như tam bảo sắc như hoàng nhạn, nhưng mà so với tam bảo sắc nó sẽ đậm đà mùi hương hơn, nói chung là rất là thơm ạ. Và một cái lô như thế này em có 2 lô ạ. Lô này gọi là lô số 1 này, lô số 1 khoảng tầm 2 4 6 8 10 cây gì đó. Lô số 2 cũng khoảng tầm 2 này 4 6 8 cây, lô số 2 sẽ cây nó 8 cây. Và mỗi một lô như thế này em bán đồng giá là có 40.000 cô chú anh chị nhá. 2 lô mỗi lô là 40.000. À, sang bên này ạ, là những cái cây hồ điệp hiện tại đang hoa cực kỳ là rực rỡ luôn cô chú anh chị này. Cái dòng hồ điệp thì chơi hoa Tết cô chú anh chị biết rồi, cái độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng. Nên là những cái bông hoa hiện tại đang rất là tươi và đẹp như thế này ạ. Thì cô chú anh chị nào ở miền Bắc thì cô chú anh chị mà sưu tầm ấy thì về cô chú anh chị thoải mái chơi hoa luôn. Cô chú anh chị nhìn ạ, những cái bông hoa sắc tím và lưỡi đỏ rất là quyến rũ luôn. Đó, em bán có và bên này ạ, thì ở ngoài cái màu sắc hoa tím lưỡi đỏ này, tím hồng lưỡi đỏ rất là đẹp này, em còn có màu sắc hoa đó là tím kẻ và lưỡi đỏ rất là yêu luôn đúng không ạ. Một cái chậu như thế này thôi cô chú anh chị có thể chọn cho em một về cho vào một cái chậu trắng nhỏ xinh trưng trong phòng khách hay bàn làm việc cũng rất là xinh đẹp luôn ạ. Và mỗi giò như thế này thì em bán có 50.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. 50.000 thôi, cô chú anh chị ngắm khoảng tầm 1 tuần thôi cũng rất là đã mắt rồi, mà cô chú anh chị được một cái cây giống rất là đẹp đó, cô chú anh chị nhìn cho em nhé, rất là xinh luôn ạ. Chuyển vận chuyển khoảng tầm 1 cho đến 2 ngày là đến tay cô chú anh chị rồi. Và chơi hoa thì vẫn cứ tươi roi rói mà có 50.000 trong một cái chậu hồ điệp rất là đẹp như thế này. Sang bên này đây thì em có những cái chậu châu hồng gấm. Những cây châu hồng gấm này cô chú anh chị này. Đó, những cây châu hồng gấm. Cái dòng này là cái dòng cây lai tạo giống giữa dòng đai châu Thái và một cái mặt bông khác. Nên là cái dòng này thì hoa nó sẽ nở quanh năm và cái mùi hương của cái dòng châu rất là thơm. Một cây như thế này sẽ rơi vào 5 cặp lá của chú anh chị sưu tầm. Giá chỉ có 130 cho một cây thôi cô chú anh chị ạ. Nó nở hoa quanh năm luôn cô chú anh chị nhá. Nở nhiều mùa chứ không phải là như cây châu bình thường ạ.
Và bên này thì em có những cái chậu 5 cánh trắng HO, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cái bông hoa quá là tuyệt vời. Đây mà là một cái bông hoa mà nó nở lạc mùa ấy cô chú anh chị, nó nở muộn ấy. Còn bình thường thì hiện tại là không còn có phi điệp nở rồi đúng không ạ? Cô chú anh chị nhìn cho em, hàng thì em bao chuẩn mặt hoa như thế này. Nói chung là hiện tại thì cái dòng lan va ấy thì nó không còn là làm mưa làm gió trên thị trường rồi. Nhưng mà cái khuôn bông hoa của nó cô chú mình không thể nào mà phủ nhận cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của nó đúng không ạ? Thì ở đây thì em có những cái chậu 5 cánh trắng họng phi điệp. Đây là cái dòng phi điệp 5 cánh trắng HO cô chú anh chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Nhìn là cảm thấy cực kỳ là mê mẩn luôn. Và một cái chậu như thế này hiện tại nó đang hoa và bảo hành chuẩn xịn luôn đúng không ạ? Em bán chậu này với giá là 250.000. Đấy, 250.000 cho chậu 5 cánh trắng HO này cô chú anh chị nhá. Đây em gọi là hình 14 và hình 15 này cũng là chậu 5 cánh trắng HO. Cái chậu này em bán có 200.000 thôi ạ. Và hàng này là hàng tem chuẩn mặt bông nhé, của chú anh chị nhé, hàng ươm ki. Hình tiếp theo là hình 16. Cái cây 5 cánh trắng HO này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho một cái thân này nó dài bao nhiêu ạ? Nó dài trên gần 30 cm. Và hình tiếp theo hình 17. Cái chậu này em bán với giá 290.000 là một cái thân 5 cánh trắng HO này. Đến mùa tới là được thưởng thức hoa đẹp rồi. Nó hiện tại nó dài trên 30 cm rồi cô chú anh chị nhá. Dài trên 30 cm rồi ạ. Và bên này đây sẽ là một cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Cái dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ấy thì hoa của nó cũng là cánh trắng nuột nà, cái họng hồng rất là đẹp luôn. Ngay cả những người chơi lan gọi là khó tính nhất thì cái mặt bông 5 cánh trắng họng hồng vẫn chinh phục được bất cứ một ai luôn cô chú anh chị ạ. Hoa thơm, rất là sai hoa một cách tự nhiên ạ. Và ở đây thì em còn có một chậu duy nhất thôi, một chậu duy nhất thôi cô chú anh chị nhá. Cái chậu này thì hơi bị hỏng một cái ngọn một chút xíu này này cô chú anh chị này. Đó, nên là cái giò này bình thường em bán 180.000 thì hôm nay cái giò này coi như là em sẽ bán với giá 150.000 thôi ạ. Và bên này đây sẽ là những cái dòng giả hạt châu như lưỡi bệt. Một cái giò là một cái bụi rất là to như thế này và hàng tem mác chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình sưu tầm nhá. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng phi điệp 5 cánh bệt châu như lưỡi bệt này ạ. Cái dòng này chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị. Đây nha, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông bệt châu như đây cô chú anh chị này. Đó, bông hoa quá là nhìn quá là quyến rũ đúng không ạ? Lưỡi bệt đỏ và ướt rất là đẹp luôn như thế này. Châu như lưỡi bệt nhá. Và một cái giò như thế này sẽ rơi vào ít nhất là 5-6 thân trở lên một bụi to tướng luôn. Em bán với giá chỉ có 140 thôi ạ. 140 cho một chậu thôi nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái giò trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi nhá. Cái dòng người ta gọi là trầm cổ bởi vì cái dòng lan này đã được giữ giống rất là lâu rồi cô chú anh chị ạ. Với cái sắc hoa đỏ rất là đậm ngay từ cái thân của nó, cô chú anh chị cũng đã thấy cái sắc thân dần dần nhá, càng già thì nó sẽ dần dần chuyển sang màu xoắn đỏ rất là đẹp luôn. Đó. Và cái dòng này thì bình thường như năm ngoái hàng hoa Tết là một thân trên 100.000. Còn thời điểm bây giờ ạ, hàng cứng cáp và một chậu xanh mướt khỏe đẹp như thế này, giá có 180.000 thôi cô chú anh chị nhá. 180.000 cho một cái chậu trầm cổ hay gọi là trầm thanh củi mà một chậu là rơi vào trên 6 thân. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc cực kỳ là đẹp mê ly luôn. Hiện tại là những cái cây này thì ở những nơi ấm áp em nghĩ rằng là có thể cho hoa trong cái thời gian rất là gần tới rồi. Bởi vì em thấy ạ, những cái cây này cô chú anh chị có thể thấy là nó đang bắt đầu là sưng nụ, chuẩn bị trồi nụ ra khỏi cái thân của nó rồi đấy ạ. Với những cái thân căng mướt như thế này ạ thì em nghĩ rằng khi mà nó sổ hoa sẽ vô cùng là tuyệt vời. Một cái dòng lan mà hoa em nghĩ rằng là quá là rực rỡ, quá là đáng thưởng thức. Một hai bông nở thôi, một hai bông nở thôi cũng sẽ làm cho cô chú anh chị cảm thấy là vô cùng là thích mắt luôn ạ. Và một cái chậu như thế này nhá thì sẽ rơi vào 5-6 cái thân hoa trở lên, thân căng mướt rất là đẹp. Em bán ạ có 160.000 cho một giò thôi. Thân căng mướt rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Chậu hoàng thảo chuỗi ngọc thân căng mướt, hàng đang chuẩn bị nhú nụ để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa, thậm chí là có thể là sẽ là hoa Tết luôn cô chú anh chị ạ, rất là đẹp. 160.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc ở đây. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen đô xuân. Những cái chậu đen đô xuân, đây là một cái bông hoa bói gọi là ba bông hoa nở lỡ mà không lột tả được cái vẻ đẹp, nhưng cô chú anh chị có thể thấy được cái sắc màu của cái bông này.
cái sắc tím sáng rất là tuyệt vời luôn ạ. Nói chung ấy, dòng cái dòng dòng cái dòng lan đen đô xuân này này, hoa của nó sẽ khi mà nở ấy thì cái độ sai bông phải nói là vô cùng là khủng luôn. Nó sẽ nở hoa cách từ cái gốc lên ạ, chỉ có vài đốt thôi, sau đó là trên bên này trên lên là sẽ chi chít là nụ hoa cô chú anh chị nhá. Một giò như thế này cô chú anh chị có thể có một cái siêu phẩm rất là đẹp để mà thưởng thức rồi. Dòng đen đô xuân bao chuẩn mặt bông luôn ạ. À, bao chuẩn là dòng đen đô xuân cô chú anh chị nhá. Mà bình thường hàng Trung Quốc tuồn sang Việt Nam mình một chậu hai thân, một chậu hai thân thôi người ta cũng bán trên 200 đúng không ạ. Còn đây là hàng của Việt Nam mình hiện tại đã đứng hết ngọn, chuẩn bị chờ hoa Tết như thế này ạ. Và rất là nhiều thân, cô chú anh chị nhìn cho em, quá là đẹp. Em bán với giá chỉ có 180 cô chú anh chị nhá, 180 cho những cái giò đen đô xuân thân căng mập quá là đẹp tuyệt vời như thế này. Chắc chắn là khi mà nó sở hoa sẽ không làm cô chú anh chị thất vọng với những cái thân quá căng và đẹp như thế này đâu ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan cát lai a. Dòng cát một lá bông đại nhá, hoa siêu thơm ạ. Mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan đây cô chú anh chị. Một cái chậu như thế này cây rất là khỏe đẹp mà nó cho mình hoa quanh năm. Ít nhất là rơi vào 5 hướng, 5 hướng, 6 hướng trở lên. Đấy. Thì một chậu như vậy em bán có 150.000 thôi. Hàng này thì nó đủ sắc màu rất là rực rỡ luôn cô chú anh chị ạ. Mặt bông nào thì cô chú anh chị chắc chắn cũng sẽ làm cô chú anh chị hài lòng với dòng lan cát này này. Có 100.000 cho một chậu nhá. Sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Và đặc biệt là hôm nay em sẽ bán giảm giá cực kỳ là sốc cái lô trầm rồng đỏ hàng hoa Tết nhé. Và những cái cây châu mít rất là đẹp ở đây ạ. Em sẽ phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một này. Trước tiên sẽ là đây là dòng châu rừng cô chú anh chị nhé. Châu đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ấy, là ngọc điểm. Cái dòng lan mà hoa nở chuẩn Tết cô chú anh chị biết rồi. Đây em gọi là hình số 1 này. Cái hình số 1 này thì thực sự là quá là tiếc luôn, bởi vì cây nó phải nói là siêu đẹp luôn ạ. À. Một cái cây này phải nói là siêu đẹp luôn, bản lá to mà xếp rụt, bản lá dày cộp rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở đây cô chú anh chị nhá, nó bị cắt một một chút lá ở đây này. Và cái cây bên trong này cũng vậy, mít rất là đẹp nhưng mà nó bị lại bị cắt lỗi hai cây bên trong nhá. Cây bên này thì bị dập một lá, nói chung là cô chú anh chị nhìn thấy là cả cái tổng thể chậu cây thì vẫn là còn rất là đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó có lỗi như vậy nên là cả cái chậu này thì em bán với giá là 220.000 thôi cô chú anh chị nhá. Riêng cái cây này không thôi thì đã rất là đỉnh rồi ạ. Cả chậu như vậy là có 3 cây như thế này. Và hàng này thì là chuẩn hoa Tết luôn rồi ạ. Cô chú anh chị yên tâm giúp em nhé. Đây ạ, hiện tại là một số cây đã nhú nụ như thế này rồi. Nói chung là bây giờ đang là vào tháng 10 thôi thì nó sẽ bắt đầu là có thể là mới bắt đầu chuẩn bị là có nụ. Về cô chú anh chị đây chậu giò số 2 này cô chú anh chị này. Giò số 2, 4 cây luôn nhá. Mít rụt rịt rất là đẹp này. Em bán với giá là 260.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 3 này. Hình số 3 cũng là 3 cây rất là to. Một cây này, hai cây. Cây này thì bản lá to. Cây này cực kỳ là to luôn cô chú anh chị nhá. Cây này cũng đang nụ rồi. Cây này chắc cũng phải tầm 2-3 nụ. Như cây này này ạ. Hiện tại em thấy là hai nụ rồi. Hai nụ cái lá rồi. Cây số 3. Cây số 3 cũng này cũng siêu bự chảng luôn. Nhưng mà rất là tiếc là nó cũng bị cắt lá một chút xíu ở đây. Và cái lá trên này nó bị dập này. Đấy. Và cái giò này thì em xin phép được bán với giá có bao nhiêu ạ? 250.000. Nó quá là xứng đáng luôn đúng không ạ? 250.000 cho cái giò lan quá là đẹp này. Cây to bự luôn cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 này thì em có hai cây trâu ạ. Cái bảng này có hai cây trâu cô chú anh chị này. Đấy, hai cây mít xếp rụt và cũng em thấy là cũng đã có nhú nụ rồi đây. Cây này cũng có một hai nụ gì đó mỗi một cây. Nói chung là hàng này là cô chú anh chị yên tâm là chuẩn hoa Tết để cô chú anh chị thưởng thức. Riêng cái bảng này em bán có 220.000 thôi, một bảng hai cây luôn nhá. Cái hàng này là người ta trồng sẵn chữ bảng như thế này bộ rễ nó cũng bám giá thể khỏe rồi. Mà hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 này là cũng là một giò hai cây ạ. Ba cây cô chú anh chị này. Ba cây thì trong đó là có một cái cây này bị cắt lá ở đây này. Bị lỗi lá ở đây này. Cây bên này ngoài đây đẹp này. Cây bên trong này cũng có ảnh hưởng lá xíu xíu này thôi. Nói chung không đáng kể. Cái giò này thì em xin phép được bán 200.000 nhá. 200.000 cô chú anh chị ạ. 200.000 thì cũng quá là xứng đáng đúng không ạ? Cũng đủ đẹp để xứng đáng cho với giá là 200.000 cho giò này ạ. Sang hình tiếp theo hình 6. Cái giò này một giò châu mít này. Cái giò châu mít này cái lá tròn vo luôn này. Một cây này. Cây trong mít này, hai cây và ba cây. Cây này thì cũng hơi bị sứt sứt một chút xíu nhá. Nói chung mà
Nói chung là chẳng có gì gọi là hoàn hảo cả, nhưng mà những cả nhìn cái tổng thể cây như thế này là rất là đẹp rồi ạ. Và cái giò này em xin phép được bán với giá là 250.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình số 7 là một cái chậu 3 cây, một cái trụ 3 cây rất là to. Đấy, hiện tại đang bắt đầu bán rễ rất là đẹp luôn. Nói chung là mùa nụ, mùa hoa là cái mùa sinh trưởng mới của cây này. 3 cây mít rụt rất xếp rất là đẹp. Cây này thì cực kỳ là to luôn cô chú anh chị ạ. Và 3 cây này em bán với giá là 280.000 cho cái hình số 7 nhá. 280.000 cho một cái trụ châu đẹp tuyệt vời như này. Sang hình tiếp theo, ở bên này thì em có những cây châu rời. Nói chung là cái hàng châu rời mùa này thì cô chú anh chị về ghép cũng rất là nhanh chóng ra hoa, nhanh chóng bán rễ bởi vì nó đang là cái mùa sinh trưởng mà. Hai cây châu rất là to đẹp ở đây, 150.000 ạ. Là hình số 8. Hình số 9, ở chỗ này có 3 cây này cô chú anh chị này. 3 cây này không có lỗi nhá. Về cô chú anh chị làm một chậu quá đẹp luôn. Hàng châu mít với giá có bao nhiêu ạ? Cũng 150.000. Và sang hình tiếp theo số 10, hai cây siêu bự luôn ạ. Mà cũng rất là tiếc là có lỗi một chút này, cây này bị cắt một cái lá này. Bản nếu mà không thì thôi rồi, cái cây này đúng là một siêu phẩm luôn ạ. Nhìn cái lá quá là đẹp ở đây ạ. Bị cắt một cái lá ở đây này cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp, nụ to đùng luôn, đang nhú lên ở đây này cô chú anh chị này. Cây này phải tầm 3 nụ hay là 4 nụ gì đó, ngắm một mùa hoa thôi cũng đã rất là đã mắt rồi cây này ấy. Cả một cái cặp đôi như thế này ạ, xin phép em bán với giá là 160.000 cho cặp đôi này nhá. 160.000 ạ, quá là đẹp đúng không ạ? Có lỗi một chút xíu thôi cô chú anh chị ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 11, là một cặp đôi này. Cây này cũng bị cắt lá một chút nhá cô chú anh chị nhá, nhưng mà nó vẫn đẹp đúng không ạ? Cây bên dưới này nữa, và cái cặp đôi này em bán có bao nhiêu ạ? 130.000. 130.000. Nói chung hai cây có lỗi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 12 này là 3 cây. Em bán 3 cây này với giá là 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 13. Hình này là 3 cây siêu bự đẹp luôn. Đấy, cây này gần như là không có lỗi luôn cô chú anh chị ạ. Có lỗi thì rất là ít ở cái đoạn đuôi này, đuôi này thôi, nhìn thì còn như là không lỗi luôn đúng không ạ? Cây số 2 này, lá mít rất là đẹp này. Cây số 3 đây ạ. 3 cây như vậy nhá. Và cả 3 cây này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho 3 cây này, 3 cây rất là to. Dạ, sang bên này đây sẽ là những cái bảng chúc Phật bà. Cái dòng hàng mà hoa nở Tết ngay từ cái thân thân của nó tỏa ra cái mùi hương ngai ngái, tạo cảm giác vô cùng là thư giãn và dễ chịu luôn. Dòng lan mà em nghĩ rằng ai là những người chơi lan, kể cả lâu năm cũng đều muốn sở hữu cũng như chinh phục những giò lan chúc Phật bà thuần này. Một dòng lan khá là khó thuần cô chú anh chị nhá. Cái giò này em chỉ bán có 230 thôi, là hình 18 ạ. Về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những cái bông hoa cực kỳ là xinh đẹp của nó. Đây toàn là những thân tơ này. Tiếp theo sẽ là hình 19. Em bán cái hình này với giá cũng là 230 nhá. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái thân của nó ạ. Không nhiều thân nhưng mà rất là to và đẹp đúng không ạ? Đến khi mà sổ hoa thì em nghĩ rằng là cô chú anh chị sẽ vô cùng là cảm thấy là thực sự rất là hài lòng về cái sắc đẹp của cái dòng trúc Phật bà này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 20 này em bán 230. Hình 21. Hình 21 trúc Phật bà 21 ạ. 220.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 22. Đây ạ. 22 cái giò trúc Phật bà này cũng là 230. Và hình 24 cũng là 230. Và hình 25 này, 25 em cũng bán là 230 nhá. 24 là 230. Và 25 sẽ là một cái giò vôi cực đẹp luôn ạ. Vôi Bắc, cô chú anh chị nhìn cho em nhé. Cái thân của vôi Bắc là nó rất là mập, thân vàng óng rất là đẹp như thế này. Hoa của nó sẽ rất là đậm. Cái giò vôi Bắc này em bán với giá xin phép bán có 160.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 26, 150.000 cho giò vôi này. Hình 27, cái độ thơm của vôi thì nó chỉ đứng sau trầm. 27, 150.000. 28 ạ. 28 cũng là 150.000 cho giò vôi này. 29, cô chú anh chị nhìn thấy cái cây nó dựng ngược lên như thế này và đã nổi rất là rõ những cái mắt nụ rồi đúng không ạ? Cái giò này thì rất là nhiều thân luôn. Giò này em bán là cũng chỉ có 150.000 cô chú anh chị nhá. Quá là đẹp luôn ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Đây là một cái giò long tu nhá, kèm vôi. Đấy. Có một vài thân long tu và kèm theo hoàng thảo vôi. Giò này em bán với giá là 140.000. Và hình số 31 là một giò long tu xuân, thân căng mập nụ rất là đẹp luôn, 150.000. Hình số 32, 140 ạ. Và hình số 33 em bán là 130.000 cho giò long tu xuân này. Và hình tiếp theo sẽ hình 34, 150.000. Dạ, sang bên này sẽ là những cái cây trầm rồng đỏ nhá.
Những cái chậu trầm rồng đỏ hôm nay em sẽ bán giảm giá. Sẽ bán giảm giá của chị anh chị nhá. Như cái giò này ạ, bình thường là bao nhiêu ạ? Hôm nay em sẽ để giá là 150, bình thường em để một giá 180, 4 thân luôn, có 150.000 thôi. Đấy ạ. Là giò 35, 150.000, 4 thân trầm rồng đỏ. Hàng nở hoa Tết cô chú anh chị nhá. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị biết rồi ạ. Là một cái dòng lan chơi hoa Tết rất là tuyệt vời. Cái sắc hoa đỏ thắm và đã là trầm thì độ thơm thì khỏi phải nói rồi đúng không ạ? Hình tiếp theo ạ, cũng sẽ là 150.000. Thoải mái hôm nay cô chú anh chị hãy cứ lựa chọn nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Ba thân căng to mập như thế này. 150.000, bình thường 190, hôm nay 150. Cái chậu này cũng là ba thân rất là đẹp luôn. Đó, 150.000. Là hình tiếp hình 30. Đây là hình số 37 nhá. Tiếp theo sẽ là 38, cực kỳ là đẹp ở đây ạ. 160.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 39, hai thân siêu VIP luôn. 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và hình số 40 ạ. 40 này. 150.000 cho chậu 4 thân. Và hình số 42 nhá, cũng là 150.000. Đấy, là 5 thân luôn, cả một chậu trầm rồng đỏ như vậy 5 thân luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 42 ạ. 42 này em có tất cả là 6 thân và cái giò này em bán là 130.000 nhá. Đấy, cả một cái chậu trầm rồng đỏ VIP đẹp như thế này, có hai thân bị lỗi nhá cô chú anh chị nhá, 6 thân hai thân bị lỗi. Và hình tiếp theo là hình số 43, cũng là một cái giò hai thân siêu VIP luôn ạ. Đấy ạ. Và thêm hai thân nhỏ bên dưới này nữa, hai thân cực kỳ là mập đẹp, cũng 150.000. Hình số 44 em bán đây. 44 này, chậu 4 thân nhá. 4 thân này em bán với giá là cũng 150.000, hiện tại cây đã xuống lá và chuẩn bị cho nụ này. Hình tiếp theo là hình số 44A. Đây là chậu 44A. Chậu này cũng là 4 thân nụ rụt rịt nụ luôn. 150.000 luôn ạ. 150.000 luôn cô chú anh chị nhá. Bên này đây sẽ là những cái giò hoàng phi hạc này. Hoa của hoàng phi hạc thì rất là sắc nét nhá. Bền hoa và cái khuôn bông hoa rất là nhìn cực kỳ là sắc nét luôn. Và cái chậu hoàng phi hạc nhiều thân tơ như vậy 170. Và hình tiếp theo 46, cái chậu hoàng phi hạc này em cũng bán 170 này. Và 47 là 180.000. À 170 chứ. Và một cái giò long tu đá hoa tím ạ, rất là xinh đẹp ở đây ạ, 120.000. Và sang bên này thì em có một cái bảng trầm này. Hàng dựa hàng này là trầm rừng nhá, 100.000. Và đây là một giò hoàng thảo điện biên đông, cô chú anh chị nhìn thấy ạ, rất là nhiều thân tơ. Hứa hẹn một mùa vàng rực rỡ ở đây, 200.000 nhá. Và bên này thì em có một cái chậu lan quân tử ạ. Khỏe và đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Dòng lan quân tử rất là to bự luôn. Duy nhất một chậu 50.000, quá là đẹp luôn, cây rất là khỏe. Sang bên này sẽ là hình số 59. Đây sẽ là những cái chậu kiếm va cô chú anh chị ạ. Hàng này thì bao chuẩn mặt bông cho em bán thường xuyên nên là bao chuẩn mặt bông cô chú anh chị nhá. Ám tím thủy nguyên ạ, một cái mặt bông quá là tuyệt vời luôn này. Cả cái chậu như thế này em bán có 300.000 là hình 59 ạ. Hình 58. Hình 58 đi ngược một chút xíu thôi. Thế ạ. Đây nhá, em đi từ cái giò rất là khủng này. Hình 48, một cái chậu siêu khủng. Một cái chậu kiếm tiên vũ cực kỳ là đẹp cô chú anh chị, về để vào một cái đôn đi ạ. Ngắm thân lá không rất là tuyệt vời rồi, lá láng tít luôn. Một cái chậu tiên vũ bầu mai nhá, rất là đẹp. Cái chậu này em bán là 700.000 ạ, là 48. Và 49, Taiwan 4. Cái dòng Taiwan 4 là dòng kiếm thái, một trong những mặt bông kiếm gọi là đẹp nhất trong mặt bông của kiếm thái đây. Cái chậu này em bán là 450.000 này. Và cũng là Taiwan 4 là hình 50. Cái chậu này em bán có 400.000 thôi. Và hình tiếp theo sẽ là Bình An Kiếm, một cái chậu quá là đẹp luôn ạ. Thân thủ quá đẹp với chậu Bình An Kiếm này, với giá 300.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 52. Đây là một cái chậu lan vàng Tây Ninh. Hàng này là chuẩn mặt bông nhé cô chú anh chị nhé, 400.000 cho quả chậu hoa vàng Tây Ninh này ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 53. Đây là một cái chậu cũng là vàng Tây Ninh. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 800.000. Và sang hình 54, đây là chậu vàng cánh chim ạ. Vàng cánh chim, đây đều là những cái mặt bông rất là đẹp, gọi là top đầu trong những cái dòng lan va, những cái mặt bông gọi là đẹp nhất đấy ạ. Hình 54 có 180.000 cho chậu này nhá. Hình 55 cũng là vàng cánh chim, cả một cái chậu sung xuê như vậy 300.000 ạ. 300.000 cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo là 56. Đây là một cái chậu vị hoàng.
Vị hoàng, cái chậu vị hoàng này em xin phép được bán nó với giá là 600.000 cho chậu vị hoàng này. Và hình tiếp theo là 57. 57 cái chậu này em bán 200.000. Đây là chậu hồng kiếm. Cái thân thủ rất là mập đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là ba na cánh bầu. Ba na cánh bầu cái chậu này 200.000. Hàng kiếm hoa mặt hoa gọi là top đầu mà giá quá là rẻ, 58 này. Với giá em bán là 300.000. Thì bên này sẽ là những cái chậu kiếm mà nhà vườn nói rằng là đây là phan chí gieo hạt cô chú anh chị nhé. Và cũng đã có những cái người mà sổ được những bằng mặt bông hoa vàng rất là đẹp luôn. Và một chậu như thế này em bán ạ, là những cây trưởng thành rất là đẹp với giá có bao nhiêu? 150 à, 110.000 cho một giò thôi. Cây giò rất là sum suê và nhiều thân như thế này. Bên này sẽ là những đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Đây là nấm hương rừng nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nhìn những cái cánh nấm rất là đẹp, khô ráo, cực kỳ là tuyệt vời này. Em bán một túi như vậy là 140 ạ, là một nửa kg miến rong phe đén 100.000. Và măng mầm em bán là 100.000 à, 200.000 cho 1 kg nhá. Măng mầm ạ. Và bên này thì em có cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng 200.000 cho 170.000 cho một cái túi nửa cân. Và bên này sẽ là nấm ngọc cẩu 150, rễ mũ tần với giá là 120 và chuối hồi khô là 100. Hoàng tinh em bán 200.000, tầm gửi cây chanh là 190 nhá. Sang bên này ạ, em có những chế phẩm dành cho lan ạ. Và vật tư nhá, vỏ thông em có size vỏ thông vụn và vỏ thông 12 đồng giá 20.000 trong kg, dớn vụn 40.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong 1 kg, atonic 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ, và siêu dơ rễ N3M 30.000 trong một lọ. Bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m, giao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng 35.000 cho một cuộn này. Và phân bón dạng túi lọc 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Chi tiêu đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Một túi này là 1 kg ạ, em bán với giá là 50.000 cho chị nhé. Một hộp 1 kg với giá là 130.000. Và kim tim bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ dược chuối, phân châu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong 1 trên 2 tháng. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 cho một cái túi như vậy. Và một cái túi sản phẩm này thì với em thì đây là một cái sản phẩm hết sức là tuyệt vời, bởi vì cái thứ nhất là nó không chỉ có dịch chuối mà còn có cả phân châu và đỗ tương, nên là sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu. Cái thứ hai nữa là khi mà cô chú anh chị bón cái sản phẩm này nhá, thoải mái bón mà không sợ đen đầu rễ, không sợ bị hỏng rễ như những cái dòng phân bón khác đó. Vừa tốt vừa cấp rất là nhiều dinh dưỡng mà cực kỳ là an toàn, thì em nghĩ là đây là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo, đúng không ạ? Có 35.000 trong một cái túi sản phẩm này. Và bên này thì em có vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ, 40.000 trong một lọ nhé, dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, là sạch không khí, với cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.